Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách xem tướng các đường tài vận trên bàn tay và ý nghĩa của nó nói lên điều gì. Thì cái đường tài vận thứ nhất mà mình muốn nói đến ở đây đó là đường tài vận thẳng và rõ nét. Đây, mình vẽ cho các bạn xem cái đường tài vận, cái đường mà nó nằm ở dưới ngón tay út này nhá. Đây, nó nằm ở cái khoảng này. Đấy, thẳng và rõ nét này. Đó. Thì người mà có cái đường tài vận kiểu như này sẽ là người như nào? Sẽ là người có cái vận thế và cái tài vận vô cùng tốt đẹp. Đấy, có nền tảng vững chắc, rất giỏi đầu tư và quản lý tiền bạc, và có thể nắm chắc được cái thời cơ thu lợi. Trong sự nghiệp thì do bản thân rất được tín nhiệm ấy, nên vào cái thời điểm then chốt họ sẽ được quý nhân giúp đỡ. Đấy, đây là cái đường tài vận thứ nhất nhé. Bây giờ mình sẽ sang cái đường tài vận thứ hai. Cái đường tài vận thứ hai là đường tài vận song song với đường công danh. Đây, mình vẽ cho các bạn xem. Thì đây là cái đường công danh này nhá. Bây giờ nó có một cái đường tài vận này, nó chạy đây. Đấy, nó thêm cái đường tài vận đây nữa, nó song song này. Thì người mà có cái đường tài vận mà song song với đường công danh như này sẽ là người như nào? Sẽ là người có cái năng lực lãnh đạo xuất chúng nhá. Đấy, có danh tiếng nhất định trong xã hội. Hơn nữa họ còn là người có ý thức và có cái ý chí kiên định, luôn nỗ lực hướng tới cái mục tiêu đã đặt ra, và có thể phát huy và phát triển cái sự nghiệp nhờ vào cái mối quan hệ rộng, nên là họ sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Đấy. Đấy, cái đường tài vận song song với cái đường công danh là người có danh vọng này, quan hệ xã hội thì rất là tốt, tiền bạc thì rất dồi dào. Đấy, các bạn xem vào tay các bạn có cái kiểu đường tài vận như này không? Rồi, đấy là cái đường tài vận thứ hai nhá. Bây giờ mình sang cái đường tài vận thứ ba. Cái đường tài vận thứ ba là đường tài vận nối liền với đường công danh. Đây, mình vẽ cho các bạn xem cái kiểu đường tài vận như vậy. Đây, đường tài vận nó ở đây. Đấy, như này. Và đây nó có một cái đường công danh như này. Đấy, đường công danh nó chạy về cái ngón tay áp út này. Đấy, xong bây giờ nó có một cái đường như này, nó nối sang này như này. Đấy, như này người ta gọi là đường tài vận nối liền với đường công danh. Thì người mà có cái kiểu đường tài vận như này sẽ là người nào? Sẽ là người có cái tài vận rất tốt. Đấy, kiếm được tiền ngoài luồng nhá. Đấy, thường kiếm được cái đồng tiền ngoài luồng này, và sẽ thu được cái thông tin có lợi. Đấy, nắm chắc được cái cơ hội kiếm tiền. Đấy, và đây cũng là người có cái suy nghĩ rất là nhạy bén, thích hợp với kinh doanh nhiều ngành nghề, có thể là đảm bảo kinh doanh ổn định và thu được cái lợi nhuận khá là cao. Đấy, các bạn xem bàn tay các bạn có các cái kiểu đường tài vận mà mình vừa chia sẻ không? Đấy, rồi, xin chào các bạn.